Chào tất cả các bạn, Trung Bonsai đang có mặt tại công viên Ninh Bình, một trong những địa điểm mà anh em Nga Sơn và anh em Hoàng Lộc đang đến nhà bác Thành Vàng, sở hữu rất nhiều tác phẩm quý. Trước khi vào là chúng tôi cũng phải tác nghiệp qua một tí những tác phẩm quý chưa được ý kiến của chủ vườn, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn phải tác nghiệp rất nhiều tác phẩm quý mà Trung Bonsai muốn chia sẻ cũng như giới thiệu tất cả với anh em. Đẹp quá. Một trong những người thích sưu tầm hàng cổ nên sở hữu rất nhiều tác phẩm đẹp. Ông Hồng đang chiêm ngưỡng tác phẩm là gì đó? Một cái trực cổ đúng không? Cổ rất lạ. Rất lạ đúng không? Lạ. Nó phải khác người ta tí chứ. Dáng lạ. Dáng này hơi lạ. Ông Hồng cũng rất là tinh và cũng đã chiêm ngưỡng một tác phẩm trực cổ. Con này đúng là trực cổ rồi. Nó khác những cây bình thường đúng không? Nó cổ à? À đây ạ. Tưởng nó cứ giống cây thưa. Đây nó có một cái điểm rất là khác. Đẹp đấy. Không giống cây bình thường. Đó. Tác phẩm này bác sở hữu lâu chưa ạ? Thì cái lâu rồi. Một đôi đúng không? Đôi. Lâu rồi. Đôi này chắc lắm tiền lắm. Vâng. Chơi. Vâng. Đây mình vẫn giao lưu bình thường chứ Thành. Ừ. Lập thân đẹp. Cái 096 175 trước thứ hai. Một đôi anh em ạ, để Trung Bonsai sẽ ghi hình một tác phẩm bên cạnh đây để cho anh em có cái nhìn khách quan nhỉ. Ba vườn nhé. Đây. Cây bên này bệ nó cũng tràn trệ rồi. Bên trong đấy á. Có chắc không đây? Con nào? Con này nhà vườn trên núi Vui kiểu. À rồi. Có một cái cây nó giống vậy thì. Hay là gu. Gu. À đây là chú. Đẹp quá. Phải là người đam mê thật sự thì mới sở hữu rất nhiều tác phẩm cổ như thế này. Quá là đam mê luôn. Mây nắng rất to nha em nhé. Nhưng anh em chúng tôi vẫn cố gắng tác nghiệp những tác phẩm này để gửi tới tất cả anh em đam mê. Đi chơi mà được sở hữu những cái nón như này thì rất là tiện. Đây, các sếp đã sắm cho mình những cái nón lá. Nói chung bệ thì hết ý. Cắt ra, kiếm to cắt ra. Chậu to đắp được cắt ra không? Bệ nhỉ? Nó đạt cái là bệ không? Những cái lòng cô gọi là những cái lòng cổ. Bệ bãi không à, mưa sưu tầm tốt rồi, phải sưu tầm rồi. Toàn cổ không? Toàn hàng cổ không? Tiếp tục theo ông Vũ Sóng Hồng chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh Thành, biệt hiệu là Thành Vàng. Cầu này là cầu sắt
con này cũng là con một trong những chàng trai có thân hình rất là mảnh khảnh, bonsai chính hiệu đã sắm cho mình một cây non ná. Anh em mượn đâu đấy anh ơi? Rồi, rất ý nghĩa. Đi quay mà mùa này mà được những cái non ná danh hiệu thì tuyệt vời rồi. Đây là gọi là nón cổ đấy anh Trung ạ. Nón cổ à? Vâng. Đúng không? Đúng cổ không anh ơi? Đúng cổ luôn. Đâu anh quay gần cho xem đấy đấy. Đấy, à đúng đấy. Rồi, đúng cổ rồi. Đã vào vườn cây sở hữu trên dưới 50 tác phẩm cổ như này thì chắc anh em nào mà có dịp về Linh Bình liên hệ trực tiếp với bác Thành, biệt hiệu Thành Vàng đây, thì có thể là thông qua số điện thoại của Trung Bonsai sẽ cung cấp đây. Số điện thoại là 0961 75 4 quý 2 sau cùng nhé. Thì anh em biết là một người yêu mến cây như thế nào, sở hữu rất nhiều. Anh Chuyến anh đi đâu nhỉ? À vâng, đây là những tác phẩm mà anh Chuyến chắc là hợp với gu của anh Chuyến và anh em chúng tôi, chuyên đồ cổ, chuyên săn lùng đồ cổ đây. Một trong những chàng trai cũng rất phong độ. Có đi thì anh em Nga Sơn và anh em Hậu Lộc mới biết được là trong một số anh em chơi cây cảnh còn cất giữ rất nhiều hàng quý. Chuyên nối cổ hàng cổ. Theo anh Thuyến thôi. Anh Thuyến anh vệ tinh rồi. À đây phải quay này Phúc Am con này. Theo bác Thành thì đây là hai cây xanh Phúc Am. Mà không biết là phân biệt như nào là gọi là Phúc Am, thì phân biệt nào có thể chia sẻ cho anh em đây. Cái lá của nó hay là cái đây, lá của nó đây, ông ông đây xem nào, phân biệt tí nữa đấy, đấy. Riêng lá Phúc Am nó khác với cái lá của cái lá đây, khác đây. Của cái cây khác. Cái thứ nhất là nó có chấm. À nó chấm đấy, à đấy rồi chấm chấm đây này. Rồi chấm. Cái thứ hai có cườm. Đâu, chấm 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 đây không? Cái cườm đây. Cái cườm viền. Anh cứ cườm viền thì năm điền nó cũng có cái cườm mà. Thằng này nó khác, thằng này nó có cái cườm viền này nó khác. Đây, cườm viền. À, đây, cườm viền. Viền ở cạnh này. À, viền ở cạnh. Rồi rồi rồi. Đây này. Cái gân của nó. Cái gân đây. Cái điều mà là đang viền. Rồi rồi. Đây là chấm 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 đây gì chấm đây. Đây 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 chấm đấy. À. À đây này anh em nhá. Chấm đâu rồi, chấm đâu. Bác Thành mới vừa đấy. Chấm đây này, đây đây này ông này. Chứ không phải sâu à? Ngày trước à đây 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 đây. Chấm đây. À đây nhá. Anh em đúng rồi. Cũng đã bên một dòng trong những dòng xanh đây, trong một dòng xanh nổi tiếng của Linh Bình đây, dòng xanh Phúc Am ra nó ra cóc cái này, không phải ai cũng sở hữu mà ai cũng biết được cái giá trị của những tác phẩm này đâu nhá. Một thời không già nó đẹp nhỉ, già rất là đẹp đây này, già già đẹp đây. Sang một tác phẩm thứ hai xanh Phúc Am đây, đúng là đi quay rất nhiều rồi hôm nay với được chú Thành chú này, mình phải biết Phúc Am, cứ nói Phúc Am đây còn rất nhiều anh em nhé. Hàng da rất đẹp, da lên màn hình cũng công nhìn. Ui dồi, giờ này mà ông còn hiệu còn bị khói nữa đây. Chấm này anh em nhìn, chấm này và hai là cái gươm bên cạnh nó có cái gờ lên vuốt đấy. Đấy. Mà lá Phúc Am thì nó cũng rất dày nhỉ ông không nhỉ? Nó rất dày đây này. Dăm có nhỉ? Đấy. Đấy. Nó có cái cạnh như kiểu mình mài dao nó lớn như một bên đấy. Tiết lộ với anh em mà. Anh Thái ơi. Có. Xanh này xanh gì nhỉ? Đây á. Đèn anh em. Điền điền rồi. Đèn hết. Điền mà lá hay hay thì bọn em không biết là nó điền gì. Ừ. Điền đấy. Tôi ở đây đa số là điền hết. Chúng mày mài dao. Trong căn bản là tôi là tôi cũng bán. Còn đây là cây lộc vừng duy nhất quý vị nhá. Lộc vừng có 7 thân. Rất là già. Kinh khủng. Ngày xưa nó
rồng cái chỗ tròn tròn này. Lộc vừng này nhiều tiền không có thành ơi. Đấy. Cái này có nhiều tiền không? Ngon không? Cũng thất hiện để đây lại. Dạ. Ngày xưa nó chín ấy thì phải cần cắt lại vỡ. Đẹp quá. Cũng được kỳ đá rất cẩn thận rồi. Đúng là dáng thất hiền này, làm kỳ quá. Có hạt ở đây nha, hạt ở đây, chụp cổ. Còn đưa hạt ở đây. Đây mới là đưa hạt. Đây, hạt lạc đây. À. Đúng rồi, đúng rồi. Đẹp quá, cây bên này có vẻ mềm nhờ. Cây bên này các cụ hồi xưa làm đó. Còn cái không gian này đang là được các sếp sửa sang lại nên là vỡ bờ. Thân chạy rất khô. Để có được những tác phẩm như này phải là một người yêu cây cảnh cũng như biết săn lùng hàng quý. Thì anh em nào mà thực sự đam mê thì cũng thông qua kênh Chung Bonsai thì đừng quên là nút đăng ký và những nút chuông ở bên dưới để tiếp tục theo dõi vườn số 2 của nhà bác Thành, biệt hiệu là Thành Vàng. Thì anh em sẽ thấy là còn rất nhiều hàng quý. Đây là một số tác phẩm hàng cổ thôi, nói một số nhưng mà chắc là nhiều không xuể. Đây, không thể xuể hết được. Tôi xin ban lại cho anh em xem tổng thể khuôn viên, viên này. Còn quá nhiều tác phẩm nữa, nếu nói về quay hết thì chắc phải vài ngày. Mình cũng xin dừng video ở đây nhé, để chuyển sang video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Đang muốn dừng nhưng mà thấy tác phẩm đẹp quá, anh em tay địa này. Quá khủng luôn. To khủng.